Đại sứ Hungary tại Việt Nam Zsika Csaba vừa gửi thư cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam Hungary đã trao tặng 10.500 khẩu trang cho Hungary để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Trong bức thư gửi tới T.S. Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Hungary, Đại sứ Zsika Csaba thay mặt nhà nước và nhân dân Hungary đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới Hội về món quà khẩu trang ý nghĩa đã gửi tặng. Đại sứ cho biết ông đặc biệt cảm động vì các cựu sinh viên Việt Nam tại Hungary trong hoàn cảnh khó khăn cũng vẫn nhớ tới người Hungary với những tình cảm hết sức tốt đẹp. Ông đảm bảo sẽ chuyển món quà quyên góp đầy ý nghĩa này cho những người có nhu cầu tại Hungary trong thời gian sớm nhất có thể. Do dịch virus corona trên toàn thế giới, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, Hungary và Việt Nam đã đưa ra các biện pháp chưa từng thấy, phi thường và hiệu quả. Đại sứ bày tỏ tin tưởng chân thành rằng, như rất nhiều lần trong quá khứ, với sức mạnh chung và cùng nhau hợp tác để trải qua những thử thách khó khăn nhất, chúng ta sẽ vượt qua những thách thức và tiếp tục hợp tác để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.